Mến chào quý khán giả đang theo dõi video trên kênh Triết Lý Nhân Sinh, nơi lan tỏa những giá trị sống tích cực đến mọi người. Bạn thân mến, có lẽ trong mỗi chúng ta đều đã hoặc đang bị một hay vài đối tượng làm tổn thương mình, khiến bạn phải ngao ngán, chán ghét, thậm chí căm thù họ. Nhưng Phật dạy rằng hãy cảm ơn tất cả những người đến bên đời bạn. Người tốt cho bạn ấm áp, người xấu dạy bạn trưởng thành. Thật vậy, bạn hãy để ý xem, mỗi lần bạn tức giận ai đó, tim bạn sẽ đập rất nhanh, lòng bạn sẽ nóng gian như lửa, phải không? Chính Phật cũng nói rằng nóng giận người khác chẳng khác nào gắp than bỏ vào tay mình. Vậy làm sao để có thể xóa đi cảm giác ghét bỏ, tức giận một ai đó? Mời bạn nghe video sau đây nhé. 1. Đừng nên vội ghét người khác, mỗi người có nỗi khổ riêng. Hầu hết những người ta gặp đều lướt qua đời ta một cách vội vã, và chỉ có một số người ở lại trong cuộc đời của chúng ta. Có câu hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, gặp nhau là một cái duyên. Có người vô tình đến rồi lướt qua đời bạn để dạy bạn cách yêu thương bản thân mình hơn. Có người đến dạy bạn cách mạnh mẽ. Có người thì dạy bạn khôn ra và bớt tin người mù quáng. Vậy nên đừng đổ lỗi cho bất cứ ai chỉ vì sự xuất hiện của họ vô tình làm bạn khó chịu hay bực tức, vì họ đến cốt để cho bạn ngộ ra điều gì đó để bạn trưởng thành hơn. Có một câu chuyện thế này. Ngày nọ, một khách sạn tổ chức tiệc cưới hơn 10 bàn. Để tránh xảy ra sai sót, cứ vài phút, quản lý khách sạn lại đi kiểm tra để kịp thời xử lý khi gặp sự cố. Cũng may, hôm đó không có sai sót gì lớn. Cho đến khi khách khứa lần lượt ra về, quản lý mới thở phào nhẹ nhõm vì tiệc đã tàn. Đúng lúc này, anh quản lý nhìn thấy một ông lão quần áo xộc xệch bước vào. Ông cụ cúi đầu bước đến bàn ăn trong góc, sau đó lấy trong túi ra một túi ni lông, bí mật gói đồ ăn thừa trên bàn. Có thể do có quá nhiều người đến dự tiệc nên không khí cũng náo nhiệt và không ai chú ý đến ông lão này. Đúng lúc này, người phục vụ đi đến bên anh quản lý. Nhìn thấy cảnh này, người phục vụ muốn đuổi ông lão đi, nhưng người quản lý đã ngăn lại và ra hiệu không được làm phiền ông lão, giả vờ như không thấy ông ta. Sau khi ông lão đi khỏi, người phục vụ khó hiểu hỏi người quản lý, tại sao chúng ta không đuổi ông lão ấy? Người quản lý nói, theo quy định, chúng ta có thể bảo ông ta rời đi ngay lập tức. Nhưng anh có bao giờ nghĩ tại sao ông ấy phải đi nhặt đồ ăn thừa không? Chính tôi cũng từng giống như ông ấy. Cuộc sống này vốn dĩ không hề dễ dàng với chúng ta, càng không dễ dàng đối với ông ấy. Tôi nghĩ ông ấy biết xấu hổ nên mới lén lút nhặt đồ ăn thừa. Chúng ta đừng làm ông ấy xấu hổ. Nghe xong, người phục vụ chợt nhận ra và để ông lão tự nhiên. Thực ra, lời nói của người quản lý dạy anh nhân viên biết rằng cuộc sống không hề dễ dàng với nhiều người, hà cớ gì lại làm khó nhau thêm nữa. Có câu nói, cùng đi chung đường mới không trách người khác. Đừng đổ lỗi cho người khác khi họ vô tình làm bạn khó chịu. Không chỉ tốt cho người đó mà còn tốt cho bạn nữa. Mỗi người đều có những áp lực khác nhau trên vai, những nỗi đau buồn khôn nguôi và sự chán nản. Mỗi ngày họ đang cố gắng hết sức để cuộc sống của bản thân và gia đình tốt hơn. Cuộc sống này không dễ dàng cho bạn, nó không dễ dàng cho tôi, nó không dễ dàng cho bất cứ ai. Ai cũng sẽ gặp phải những thời khắc khó khăn, trở ngại, nên hãy học cách thấu hiểu, từ bi và nhân ái. Học cách tử tế với người khác, vừa giúp đỡ được người khác mà vừa chừa cho mình con đường lui. Đừng vội trách người đã làm tổn thương bạn vì họ là người thầy dạy bạn bộ môn tên trưởng thành. Đôi khi, bạn khoan hãy trách ai đó đến để mang lại cho bạn những thương tổn trong tâm hồn, mà hãy thầm cảm ơn họ vì đã giúp bạn trở nên hoàn hảo hơn.
họ cho bạn hiểu thế nào là mạnh mẽ và làm thế nào để trở nên mạnh mẽ. Chỉ qua những sóng bão của cuộc đời, bạn mới có thể trở nên dũng cảm hơn, dám thay đổi và sống tốt hơn. 2. Không ai có nghĩa vụ phải làm bạn vừa lòng. Đời này không ai nợ ai cả. Vậy nên hãy trân trọng những người đáng trân trọng và bỏ qua những người không đáng. Không phải ai cũng sẽ đối xử hết lòng với bạn và không ai có nghĩa vụ phải đối xử tốt với bạn. Những người đối xử tốt với bạn là những người cao quý. Họ trân trọng, yêu thương và quý mến bạn vô điều kiện. Bạn nên trân trọng họ như cách họ đối đãi với bạn. Suy cho cùng, cả đời không ai nợ ai, nên hãy sòng phẳng trong các mối quan hệ. Ai tốt với bạn thì bạn hãy thực tâm đối tốt lại. Ai xấu thì né càng xa càng tốt. Tôi đã nghe một câu chuyện do một người bạn kể lại. Khi còn học đại học, Nam có một người bạn thân hơn cả chữ thân. Điều kiện gia đình của người bạn này không được tốt lắm, nên có gì ngon hay có đồ nào tốt, Nam cũng chia cho người bạn này phần hơn. Có lần, Nam vừa mua một chiếc điện thoại di động mới và cho người bạn này mượn. Nhưng khi anh bạn này trả lại chủ, điện thoại ấy đã không còn dùng được nữa. Tuy không nói gì, nhưng Nam tự ngẫm lại có phải mình đã quá tốt với người bạn này hay không. Cậu dần bớt tốt lại. Về phần cậu bạn kia, sau khi làm hư điện thoại của Nam, anh này giả vờ làm người bị hại và đem chuyện này kể cho cả lớp nghe với các tình tiết ngược lại. Ai cũng chĩa mũi sùi về phía Nam. Nhưng thay vì trách móc, Nam lặng lẽ rời xa người bạn đều này. Đừng đổ lỗi cho người sống lỗi với bạn vì họ đã mang lại cho bạn bài học đáng nhớ để bạn trưởng thành hơn và cẩn thận hơn. Chỉ cần bạn không quan tâm đến những người không đáng, không ai có thể làm tổn thương bạn. Đừng để bản thân mất đi niềm vui. Hãy tốt bụng và biết ơn vì một số người trong cuộc sống của bạn. Suy nghĩ thấu đáo, bạn sẽ thấy rằng mọi thứ là sự an bài hoàn hảo của tạo hóa. Có một câu nói của Thích Ca Mâu Ni: dù bạn gặp được ai, họ cũng đều là người nên xuất hiện trong cuộc đời của bạn. Tuyệt đối không phải ngẫu nhiên, họ nhất định sẽ dạy cho bạn một điều gì đó. Cách sống hạnh phúc theo lời Phật dạy. Bạn thân mến, cuộc đời này vốn dĩ vận hành theo quy luật riêng của nó, chứ không theo ý muốn của người nào cả. Cho nên, việc gặp những điều bất như ý hay va phải những kẻ đáng ghét là chuyện thường tình. Thay vì chúng ta bận tâm vì họ, hãy dành thời gian đó để tập trung đi tìm niềm vui và sự hạnh phúc cho riêng mình. Bởi 60 năm cuộc đời không phải là thời gian dài đâu, bạn ạ. Vậy làm thế nào để cuộc sống của mình luôn hạnh phúc mỗi ngày? Mời bạn nghe qua những lời khuyên sau của Đức Phật nhé. 1. Vạn sự trên đời đều diễn ra theo quy luật. Hãy đón nhận mọi thứ. Hãy suy nghĩ tích cực, bởi mọi vật trên đời đều xảy ra theo luật nhân quả. Hôm nay chúng ta trồng cây và chăm bón cho nó chu đáo, chắc chắn rằng ở tương lai, dù gần hay xa, sẽ đến ngày chúng ta được hưởng thụ quả ngọt. Suy nghĩ tích cực sẽ giúp bạn luôn có một tinh thần thoải mái, từ đó mới có thể giải quyết mọi vấn đề với tâm thế bình tĩnh nhất. Chắc hẳn ở đây chúng ta ai cũng một lần mất bình tĩnh mà xử lý vấn đề không được thấu đáo. Rồi sau đó chúng ta hối hận vì phản ứng của mình. Quan trọng nhất là cách bạn nhìn nhận vấn đề, giống như câu chuyện tái ông mất ngựa vậy. Câu chuyện kể rằng có một ông lão sống nơi biên ải. Nhà ông ta có một con ngựa rất đẹp. Một ngày con ngựa tự nhiên đi mất. Người quen của ông lão hỏi thăm, chia buồn. Ông lão rất bình tĩnh, nói: mất ngựa chưa chắc đã là điểm không may. Quả nhiên, vài ngày sau, con ngựa dắt thêm mấy con tuấn mã về cùng. Những người thân đến nói, biết đâu lại là họa. Con trai ông lão vì thích ngựa nên đã mải mê tập cưỡi, chẳng may bị ngựa làm ngã, gãy chân. Những người hàng xóm qua hỏi thăm,
thật đúng là tai họa. Nhưng ông lão lại ung dung nói, biết đâu lại là điểm may. Năm đó, giặc xâm chiếm biên cương, thanh niên trai tráng phải đi tổng quân đánh giặc. Vì con trai ông lão gãy chân mà thoát được một kiếp này. Câu chuyện cho chúng ta hiểu được ngụ ý rằng sự đời may rủi không thể nói trước được, nên có tâm thế an yên, bình tĩnh mà đón đợi. Là phúc hay là họa, đến cuối cùng mới có thể kết luận. 2. Hãy sống thật với cảm xúc của mình. Trong cuộc sống hiện nay, con người nhiều lúc đã quên đi cách sống thật với chính mình. Chúng ta sẽ gặp rất nhiều trường hợp không như ý muốn. Những cảm xúc bực bội, cáu gắt lại chẳng thể phát tiết ra ngoài. Từ đó, tâm trạng bị dồn nén, dẫn tới ảnh hưởng xấu cho sức khỏe. Trốn tránh khó khăn chưa bao giờ là sự lựa chọn đúng đắn. Nhưng khi cảm xúc đang không bình ổn, hãy học cách vượt qua, giữ cho mình một tâm thế bình thản để giải quyết vấn đề. Thứ ba, hạnh phúc là những điều ở hiện tại, không ở quá khứ, cũng chẳng ở tương lai. Hạnh phúc là hữu hạn, chúng ta không thể níu kéo để dành hạnh phúc cho ngày mai. Hầu hết chúng ta đều hướng về tương lai hoặc hoài niệm về những điều trong quá khứ để tìm lại hạnh phúc, nhưng lại quên rằng những trải nghiệm, cảm nhận ở hiện tại mới là đáng quý nhất. Đức Phật từng nói, để có sức khỏe cho cả tinh thần lẫn thể xác, không phải hờn trách quá khứ hay lo sợ về tương lai. Hãy sống trong những phút giây hiện tại, hãy trân trọng một cách khôn ngoan và nghiêm túc nhất. 4. Tình yêu thương là cội nguồn của mọi hạnh phúc. Thù hận không thể hóa giải thù hận, mà bằng lòng vị tha cao cả mới có thể hóa giải mọi sự trong đời. Nếu cứ ôm thù hận, chính bản thân ta mới là kẻ đau khổ, mệt mỏi đầu tiên. Hãy suy nghĩ lạc quan, tích cực. Chỉ có tích cực mới có thể nhìn nhận vấn đề tích cực hơn, đón nhận khó khăn bằng một tâm thế bình thản nhất. Bạn thân mến, cuộc đời của chúng ta sẽ gặp đủ loại người. Một số người đối xử chân thành với bạn, một số người giả vờ tốt với bạn, một số người thương yêu hoặc khắc nghiệt với bạn. Nhưng họ đến cũng có lý do cả, bạn ạ. Nếu bạn ghét họ thì chẳng khác nào hại lấy thân tâm của mình. Mặt khác, người bạn đang ghét đó chỉ có thể gặp bạn ở kiếp này. Sau khi họ lìa đời, dù bạn có hối hận hay tiếc nuối thì cũng khó mà gặp được ở kiếp sau. Vì mọi sự tùy duyên, không phải muốn gặp là gặp được. Hy vọng những lời Phật dạy trên sẽ giúp thân tâm bạn an lạc và hóa giải được phiền não trong mình. Đến đây thì thời lượng của Triết Lý Nhân Sinh cũng xin được tạm dừng. Chúng tôi xin kính chào và hẹn gặp lại.